Hello Westman, chào tất cả anh em. Lại lên kèo đây anh em ạ. Hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em một số công thức cơ bản để anh em mình chốt lãi để kiếm thêm cầm gạo anh em nhé. Tỷ lệ thì tôi cũng đã nói đi nói lại với anh em mình rồi, 70 đến 80% công thức chuẩn. Chắc chắn là sẽ có sai số nhưng mà về lâu về dài thì nó vẫn là ok để cho anh em cố gắng chạy đúng cầu gạo cơ bản cho nó dễ, không cần thiết phải bẻ cầu để làm gì. Cầu cao thì tôi đã nói đi nói lại với anh em rất là nhiều lần rồi, cố gắng chạy theo cầu, không cần thiết phải bẻ cầu anh em ạ, cứ 70 đến 80% một vài thôi anh em ơi. Được chưa? Chắc chắn là sẽ có sai số nhưng mà sao, nhưng mà về lâu về dài nó vẫn là ok. Đấy, nó vẫn là chuẩn đúng công thức. Cố gắng chạy theo cầu thì lúc nào nó cũng sẽ là hợp lý hơn là anh em mình cứ bẻ cầu, đúng không anh em? Tiếp tục chạy đúng công thức cơ bản dễ dàng, tiếp tục chạy đúng cầu gèo này, tay đầu tiên về nhẹ 4 mét này. Tôi đã nói đi nói lại với anh em mình rồi, kiểu gì mà chả có kèo anh em. Cố gắng chạy đúng công thức cơ bản, không cần thiết phải bẻ cầu, 70 đến 80%. Tầm này thì tiếp tục về xỉu, tiếp tục đi đều tay một tí nào chưa, tiếp tục 6 mét, không cần thiết phải bẻ cầu. Sai lầm lớn nhất của anh em mình là bẻ cầu anh em ạ. Chạy đúng công thức cơ bản dễ dàng nhất có thể để cho anh em cố gắng chạy đúng cầu gèo này. Cố gắng chạy đúng công thức dễ dàng nhất. Ok chưa? Tiếp tục. Không cần thiết phải bẻ cầu. Tiếp tục chạy đúng cầu gèo. Cố gắng chạy đúng cầu gèo cơ bản, theo đúng công thức dễ dàng nhất, không cần thiết phải bẻ cầu cơ bản. Cố gắng chạy đúng công thức thôi, cứ phải sao lại phải bẻ cầu đúng không anh em? Tiếp tục rồi, tầm này thôi anh em ạ, tầm này thì phải về, tầm này không về thì tầm nào về nữa hả anh em? Tất cả anh em mình lên anh em nhé, thua ta xa bờ, cố gắng thì phải về bờ thôi, làm sao mà cố gắng chạy đúng cầu gèo cơ bản. Tiếp tục chạy đúng công thức. Tỷ lệ thì tôi cũng đã nói đi nói lại với anh em rất là nhiều lần rồi, đi cho anh em, tầm này không về thì tầm nào về nữa đi cho anh em, thua tay xa bờ thì cứ phải là áp dụng ngay công thức của tôi vào để mà về bờ anh em ạ. Tiếp tục rồi, để cho anh em câu này thôi anh em ạ, làm nhẹ 2 mét nữa thôi anh chưa, thử cầu cầu nào không chắc thì anh em mình cứ đi nhẹ thôi anh em ạ, không vội vàng. Cái tính vội vàng là không làm được cái gì hết đấy anh em ạ, cứ bình tĩnh nghe chưa anh em, tại sao cứ phải nóng vội anh em, sống là phải chậm thôi anh em nhé, chậm chậm để mà hưởng thụ cái cuộc sống này nữa anh em ơi. Được chưa? Tiếp tục chạy cầu đây, tầm này không về xỉu gì thì dở, mà không về tài thì không ăn đúng không anh em, phải dính tài. Rồi ôi, tay này lại về xỉu rồi, nếu mà kèo đẹp nhưng mà cầu này rất tiếc là lại về một tay xỉu. Cầu này lại về xỉu. Tiếp tục chạy đúng cầu nghèo này, vẫn theo đúng công thức cơ bản, về xỉu thì cứ đơm xỉu thôi anh em nhé. Để cho anh em tầm này thôi anh em ạ, cố gắng chạy đúng cầu nghèo. Xu hướng cầu thì tôi đã nói đi nói lại với anh em mình cực kỳ nhiều rồi anh em ơi. Để cho anh em
Cố gắng chạy đúng công thức cơ bản, dễ dàng như có thể, tỷ lệ 70 đến 80%. Để chờ anh em. Tầm này mà không về thì không biết khi nào mới về được. Để cho anh em tiếp tục về xỉu đây. Cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Vội vàng để làm cái gì anh em. Tiếp tục chạy đúng cầu gào. Tiếp tục chạy đúng cầu gào. Theo đúng công thức cơ bản rõ ràng nhất. Được chưa anh em? Tầm này thôi, cơ bản cầu kèo nó phải chuẩn. Cố gắng chạy đúng cầu và chốt lại thì lúc nào nó cũng là ok. Sợ anh em mình đi sai đúng cầu kèo. Tiếp tục. Hôm nay chốt lại ở đây thôi. Hôm sau có thời gian thì lại tiếp tục. Bên kèo cơ bản. Được chưa anh em? Thế này mình chào nghỉ ngơi thôi. Hôm sau thì có thời gian thì tôi lại liên tiếp cho anh em in một số cầu là tiền lên miền Nam này, Blessed này, Poker Form này, Ngưu Ngưu này. Nói chung là mấy trò này cũng khá là ok anh em ạ. Tiếp tục chạy đúng cầu kèo thì có tuyệt vời rồi. Tiếp tục chạy đúng cầu thì tuyệt vời rồi anh em nhé. Nghỉ ngơi thôi. Hôm sau có thời gian thì đấm vài quả hũ nữa em nhé. Lúc này thì cũng quá là tuyệt vời anh em ạ. Những quả kèo này thì quá là ok luôn. Tầm này cứ phải gọi là về bờ thôi. Tiếp tục chạy đúng cầu kèo cơ bản. Nghỉ ngơi thôi em nhé.